Xin chào các bạn. Thưa các bạn, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một cái kết cấu của một viên gạch, nó sẽ bao gồm những thành phần như thế nào nhé. Thì thưa các bạn, trước mặt các bạn ấy, chúng ta thấy rằng là có một số mẫu gạch ở đây, và dù là dòng gạch gì thì nó sẽ cấu tạo cơ bản gồm có hai phần, là phần lớp bề mặt và phần xương bên dưới. Thì thưa các bạn, với phần lớp bề mặt ấy, thì chúng ta sẽ có cái lớp men gạch, thường là sẽ dùng là gạch làm men, và sẽ là có men nhám hoặc là men bóng. Nếu lớp men bề mặt chúng ta sờ thấy nhám và cảm giác nó rất là gì, có cái sự ma sát ở trên bàn tay ấy, thì nó sẽ là lớp men nhám. Còn nếu lớp men bề mặt chúng ta nhìn bằng mắt chúng ta thấy bóng và sờ thấy nó trượt thì đó là lớp men bóng. Đó là lớp ở phần trên của bề mặt. Và cái lớp bên dưới thì sẽ chúng ta thường gọi là lớp xương gạch. Thì thưa các bạn có thể nhìn ở đây. Thì đây chính là một cái mẫu gạch mà chúng ta thấy là lớp xương gạch bên dưới này. Đây chính là cái lớp gọi là lớp xương gạch, thì chính là cái thành phần gạch của bên dưới. Thì lớp xương gạch này được phân chủ yếu làm 3 loại. Thứ nhất, xương đất hay còn gọi là xương ceramic, thì bao gồm cái tỷ lệ đất sét của nó sẽ bao gồm khoảng 70% đổ lên, và khoảng gần 30% còn lại nó sẽ là bột đá, và những thành phần còn lại sẽ là các cái phụ gia. Còn loại xương thứ hai là xương bán sứ, thì cái thành phần của nó sẽ bao gồm là bột đá và đất sét, nhưng mà cái tỷ lệ ở đây đất cái tỷ lệ đất sét nó sẽ ít hơn và tỷ lệ cái bột đá nó sẽ nhiều hơn. Và cái loại xương thứ ba, hay chúng ta hay gọi là xương đá hay còn gọi là xương granite, thì cái thành phần bột đá của nó ở đây nó rất là nhiều, nó khoảng từ 70% đổ lên, và như thế thì nó sẽ có cái độ cứng cao hơn và cái màu sắc của nó thường sẽ thiên về cái màu trắng. Thì đó là cái phần xương gạch. Tuy nhiên thì thưa các bạn, có những một số dòng gạch nó đặc biệt, nó không chỉ cái thành phần bên dưới của nó và thành phần bên bề mặt ấy, nó không chỉ phân thành vừa men và xương, mà nó nguyên là từ xương cho đến lớp bề mặt nó y nhau, nó y hệt như nhau luôn, nó là một loại chất liệu luôn, thì dòng gạch đấy chúng ta gọi là dòng gạch độc chất. Và còn một cái dòng gạch nữa là cái lớp xương ở bên dưới là một, và cái lớp ở bên trên nó không phải là men, nó cũng là xương, nhưng xương nó trộn với cốt liệu thì nó thành hai cái lớp. Thì dòng gạch đó chúng ta biết rằng là dòng gạch hai da. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ xem một cái mẫu gạch hai da phổ biến. Vâng, thưa các bạn, đây là một cái mẫu gạch hai da mà tôi vừa nói đến. Thì chúng ta thấy này, nó phân làm hai loại này. Cái lớp ở dưới này là cái lớp xương, nó cũng có cái màu xám xám như này. Và cái lớp trên bề mặt này, nó là cái thành phần bao gồm cả xương gạch trộn với lại cái cốt liệu. Cho nên là nó không phải là gạch phủ men các bạn nhé. Nếu chúng ta không để ý, chúng ta sẽ thấy là nó rất giống gạch men bóng này. Bởi vì cái lớp bề mặt này người ta đánh nó rất là bóng. Nhưng thực chất ý, cái lớp bề mặt này nó là xương, và cái cốt liệu ấy, cốt liệu xương ấy, nó trộn với màu, cho nên nó làm ra cái lớp bề mặt mà sau đó người ta đánh bóng ấy, cho nên là làm ra lớp bề mặt nó như thế này. Thế thì đó là những cái loại gạch, những cái cấu tạo của viên gạch mà chúng ta đã tìm hiểu cho ngày hôm nay. Và bây giờ tôi xin tóm gọn lại, thì gạch chúng ta sẽ phân làm hai phần, là những cái gạch bề mặt. Thứ nhất là gạch men, tức là gạch có bề mặt là men bóng hoặc là men nhám, và xương là xương ceramic, xương bán sứ và xương đá hay là xương granite. Thứ hai là các dòng gạch mà không nằm ngoài cái gọi là gạch men, thì nó sẽ là gạch đồng chất, với cái thành phần giữa xương gạch và lớp bề mặt nó là đồng một loại chất liệu. Và loại thứ ba là loại dòng gạch khai da, với cái phần xương bên dưới thường là granite, và cái lớp bề mặt bên trên là cái cốt liệu đó nó trộn với màu và được đánh bóng. Thì thưa các bạn, vừa rồi là cái cấu tạo phổ biến của các dòng gạch trên thị trường hiện nay. Và hy vọng rằng qua video này thì các bạn đã hiểu rõ được các cấu tạo của một viên gạch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885
để nhận được báo giá tốt nhất.